lẩu cô là không có tên, mà khách ăn á, là khách đặt là con lẩu than hàng xanh. Hình như là cô nấu cô cũng không nếm luôn, cô nấu là chính xác luôn á, chứ không có nếm luôn. Bà ngoại nhiều khi lâu lâu bà ngoại vô, bà ngoại nấu thì cũng có nếm đó, lường. Còn cô nấu là cô không lường, cô dặm nhấn chừng là biết hết á. Lẩu chua cũng vậy, cô dặm chừng thôi, chứ cô không có, có nếm hoặc là lường từ bột ngọt vậy đó, tại nó quen rồi. Từ đó giờ cô nấu lúc chưa có chồng tới giờ mà không có cho đạp che mà vẫn ăn. Nhiều khi khách lại ăn là mưa vậy cũng tội nghiệp, bưng chạy dùm. Lúc dịch thì bán nhiều lắm, lúc dịch đâu có mấy từ bên kia mà khách ngồi hàng dài ngồi đợi. Rồi từ ngày dịch giờ thì vắng, nhiều khi khách ăn khách cũng cho tiền đó. Cô tên Hạnh, quán cô 316B, xô viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Bán từ 4 giờ tới 10 giờ. Lẩu cô là không có tên, mà khách ăn á, là khách đặt là quán lẩu than hàng xanh. Cô bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi cô? Trên 30 năm rồi. Hồi lúc cô còn gái bây giờ. Cô bán lẩu thập cẩm, lẩu cá, lẩu cẩm chua cay. Còn đồ xào là mực xào sơ tế. Hồi xưa là bán nhiều lắm, mà giờ là không nổi, giờ bán ba thứ là mực mực sơ tế, mực xào sơ tế. Dạ, lẩu thập cẩm thì ở trong đó nó có gì? Có mực, tôm, gan, bầu viên, lưỡi, với da hè bông bóng đó con. Tùy theo khách kêu, nhiều khi vô từ 200 tới 300. Mà nhiều người khách vô, hai người ăn cũng 300. Rồi kêu thịt thêm 500 vậy. Cái nước dùng đó là cô hầm từ cái gì đó? Hầm từ lưỡi heo ra. Cô cũng nấu bình thường thôi, nấu nước mắm rồi lấy nước mắm ngon. Nói chung là lấy nước mắm ngon á, chứ không có lấy nước mắm thường nấu. Mà tùy theo mình nấu, mình nếm á. Mình hình như là cô nấu cô cũng không nếm luôn. Cô nấu là chính xác luôn á, chứ không có nếm luôn. Bà ngoại nhiều khi lâu lâu bà ngoại vô, bà ngoại nấu thì cũng có nếm đó, lường. Còn cô nấu là cô không lường, cô dặm nhấn chừng là biết hết á. Lẩu chua cũng vậy, là cô dặm chừng thôi, chứ cô không có, có nếm hoặc là lường đường bột ngọt vậy đó, tại nó quen rồi. Từ đó giờ cô nấu lúc chưa có chồng tới giờ mà làm tới đâu, nấu tới đâu là mình múc tới ấy tới đó thôi. Ví dụ mình nấu son ra, nấu mấy lẩu đó xong bắt đầu khắc hết rồi kêu tiếp, rồi cô nấu tiếp, chứ không có nấu ra một lần vậy. Gì hết á. Cái hồi xưa là bà ngoại, là má cô. Xong rồi tới má cô rồi bắt đầu cô kêu cô ra bán. Cô tự nấu tự làm luôn, chứ không có đi học gì hết á. Cô cái nghề này có cực không cô? Nghề này hả? Nghề này cũng cực con. Sáng là 7, 8 giờ là cô đi chợ, không có dặn hàng sẵn. Ra cái nào ngon là cô mua thôi. Thường chứ không có dặn ba rồi gì hết á. 9 giờ bắt đầu cô luộc lưỡi. Với buổi sáng là bà ngoại rửa mực rồi. Rồi về cô lửa luộc lưỡi xong rồi cô ra thì tự cô làm luôn. Cô làm xong cô ra từng phần vậy á. Lẩu 200, rồi lẩu 300 bỏ riêng vậy. Tại vì khách là thích ăn cái này, đặc biệt bởi khách kêu là lẩu than xanh nó không biết, cô đâu biết cái tên nó đọc đâu, mà khách lại ăn, khách nói cái lẩu than ăn vậy nó hay á. Than cô mua, cô chặt ra rồi bắt đầu cô mồi, cô lấy củi dầu cô mồi. Bữa dịch á là con biết sao là không có bán lẩu than, dịch ra xong rồi là cô bắt đầu lẩu cái nồi bếp du lịch á đó. Tại khách chưa có đông mấy, bắt đầu khách đông lại là cô bán cái lẩu than lại. Cái lúc dịch thì bán nhiều lắm,
lúc kịp đó có mấy từ bên kia mà nó khách ngồi hàng dài ngồi đợi. Rồi từ ngày dịch giờ thì vắng. Khách tới ăn rồi mà giờ có để lại cái gì vui cho cô không có cô? Thì khách lại ăn khen rồi vậy cô. Mình bán thì khách lại khách khen thôi. Khách vô ăn khách nói là cô nấu rẻ. Nấu rẻ bỏ đồ ăn tươi á. Mà nói chung là cô bán là cô không có giận mối nha. Cô tự cô đi lựa luôn, chỗ nào ngon là cô lấy thôi. Hồi xưa mà là mướn người, mướn mấy người luôn đó. Mà dẹo quá. Mà cô mướn giờ mấy người trong nhà bán kệ bán được đồng nào hay đồng đó. Hồi xưa là đâu cô đâu có cái bảng lỗ than xanh này đâu. Cô không để bảng gì hết á. Cái bắt khách ăn khách đặt là lỗ than xanh. Rồi bắt đầu cô thấy trên mạng á, kia đặt trên mạng á cô mới đặt cái bảng luôn. Rồi lỗ than xanh. Là khách chụp cho cái lẩu xong rồi khách đưa ra là cô đi làm cái này nè. Ờ chứ không phải cô tự làm. Khách nói là tờ bán vậy mà sao không mướn mặt bằng cho lớn quán. Mặt bằng thì cô nói mặt bằng thì vô thì khách cũng vậy phải không, ăn rồi thà mình bán vậy kệ. Khách quen của cô là ở xa tới luôn hay ở xa luôn à, công ty điện lực dưới Thủ Đức rồi cũng chính là biết hết đó. Cô bác với mấy cháu mấy em vậy lại ăn ủng hộ cho cô. Tuy cô bán ngoài đường lòng lề đường, mưa gió không có cho đạp che mà vẫn ăn. Nhiều khi khách lại ăn mà mưa vậy cũng tội nghiệp bưng chạy rồi. Cũng dễ thương nhiều người khách. Rồi thấy mình lớn tuổi vậy á, bán nó muốn mướn người rồi vậy á. Nhiều khi khách ăn khách cũng muốn cho tiền nữa. Còn trẻ lại mà ăn ủng hộ cho cô. Cái lẩu hai người ăn là 200 ngàn thôi. Vừa rẻ vừa ngon nữa.